Có phần như là ở đây trang chủ thì nó đã có đầy đủ các thông tin này rồi đấy, thì vào chi tiết thì nó sẽ hiển thị ra những cái dịch vụ mới. Thì đây em đổi lại cái hình ảnh nhé, tức là nhập lại cái dữ liệu nhé. Đấy, mình thêm ở đây mình cũng sẽ có phần quản lý và xác nhận các thông tin mà đặt vé. Đấy, sau đã thành công thì mình cũng sẽ có được cái trong cái thông thông tin này này à. Đấy, thì ở trên trang quản trị này thì khi mà có thông tin là mình sẽ điện xác nhận và cũng như là cập nhật các trạng thái của nó, của cái đơn này. Đấy, thì tiếp tục là nó cũng sẽ có những cái phần như là đăng nhập. Đấy, mình đã đăng nhập thành công thì mình sẽ có cái lịch sử. Đấy, mình sẽ có lịch sử mình đã mua. Cũng có thể là mình sẽ cũng có thể là cập nhật cái thông tin. Đấy, thì ở đây thì anh sẽ cố làm cho em thêm một cái phần nữa là phần login con Google. Đấy, thì hy vọng nếu mà xong sớm thì hôm nay mà xong được thì anh sẽ xong luôn cái phần Google và sẽ bàn giao luôn cho bọn em nhập dữ liệu cũng như là đi báo cáo.